Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, tiểu đường là một bệnh lý khá phổ biến và có lẽ rất là quen thuộc với chúng ta. Bệnh lý này không chỉ gặp ở những người lớn tuổi mà hiện nay căn bệnh đang ngày càng trẻ hóa và có thể gặp ở độ tuổi trung niên. Và thưa quý vị, bệnh lý tiểu đường thì sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, trong đó có liên quan đến những bệnh lý về răng miệng. Vậy thì tại sao người bị bệnh tiểu đường lại thường gặp các vấn đề về răng miệng và người đang bị tiểu đường thì nên chăm sóc sức khỏe răng miệng như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng giải đáp những câu hỏi này thông qua sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Trịnh Quang Trí, giám đốc nha khoa An Trí. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Ngọc Nhi. Xin chào tất cả các bạn xem đài. Trước tiên thì Ngọc Nhi xin được mời bác sĩ Quang Trí cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với một đoạn tiểu phẩm tình huống của chúng tôi. Xin mời. Nè, em uống miếng nước đi. Dạ. Anh rất cảm ơn em đến đây mời anh ăn đám giỗ, nhưng mà cho phép anh được quyền từ chối. Ủa sao kỳ vậy anh? Tại mỗi lần tới đám giỗ tự nhiên anh ngồi anh khóc à. Ủa sao vậy? Ai làm gì anh? Anh bị tiểu đường nên không có dám ăn cái gì hết á. Thôi anh làm quá rồi đó. Tiểu đường thì chỉ cần kiêng khem theo cái chỉ định của bác sĩ thôi, còn lại thì vẫn ăn uống thoải mái bình thường, có sao đâu. Nói thiệt với em là anh bị nhức răng mấy ngày nay, trời, đau lắm, khó chịu lắm. Mà anh bị tiểu đường nữa, đâu có thể nào uống thuốc giảm đau lung tung được. Là anh cứ im lặng chịu đựng vậy đó hả? Còn anh nó đi kiếm cái loại cỏ gì đó bỏ vô miệng mình nhai 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 hồi cái răng mình hết nhức à. Anh ơi, không có được vậy nghe chưa. Anh bị tiểu đường mà bị đau răng thì nhất định là phải đi khám, chứ không có uống thuốc bậy bạ hay là cứ ngồi mà chịu đựng như anh được. Tại vì á, lỡ như nó biến chứng mà nó viêm vô tới tủy á là nguy hiểm lắm. Chưa kể á, anh tiểu đường nè, rồi lớn tuổi nè, rồi rất là dễ sinh biến chứng. Còn nếu như anh vẫn thắc mắc á, là tại sao mà chỉ mỗi cái đau răng thôi mà phải đi khám bác sĩ, thì em mời anh nghe tư vấn của bác sĩ. Thưa bác sĩ, chúng ta vừa theo dõi đoạn tiểu phẩm tình huống vừa rồi và thấy là nhân vật bị tiểu đường và gặp phải cái tình trạng đau nhức răng, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống và rất là khó chịu, nhưng mà vẫn nhất quyết là không đi điều trị. Thì bác sĩ có nhận định cũng như đánh giá hay là cho lời khuyên dành cho nhân vật của chúng ta như thế nào ạ? Thì khi mình bị tiểu đường thì cái hàm lượng đường của mình trong nước bọt hay là trong máu nó sẽ nhiều hơn bình thường. Cái vi khuẩn sâu răng rất thích đường. Nên thường những người bị bệnh tiểu đường khi họ đã bị có những cái sâu răng thì cái tiến triển của cái vi khuẩn nó sẽ rất là nhanh, tăng tốc độ phá hủy của những cái mô nha chu hay là những cái mô răng. Trong nhân vật trong tiểu phẩm người ta bị tiểu đường như bị sâu răng, họ ráng chịu, họ không có đi điều trị nói là nó rất nguy hiểm. Nó có thể nó làm phá hủy hư răng đó và nó lan thôi những cái khác, thậm chí nó dẫn đến nhiều cái biến chứng mà chúng ta không có kiểm soát được. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn cái nguyên nhân tại sao người bị bệnh lý tiểu đường họ lại hay gặp vấn đề về răng miệng hơn ạ? Khi bị tiểu đường thì nước bọt thì nó ít đi nè, lượng đường thì nó tăng nè, cái cơ chế tự bảo vệ của nước bọt bảo vệ những cái răng nó cũng ít đi, cái miễn dịch toàn thân của những người bị tiểu đường cũng thấp hơn, nên cái sức đề kháng đó nó cũng thấp hơn. Chỉ cần con vi khuẩn nó bám lên cái núi cho đó, nó sẽ bị vấn đề, nó gây tụt xuống, nó tụt xuống thì bộc lộ ra nhiều cái điểm yếu của cái răng hơn, thì vi khuẩn nó sẽ tấn công vào những men răng đó, tấn công lên hệ thống nha chu đó. Ở người tiểu đường mình sẽ nhận thấy một vấn đề là gì, cái răng nó chưa có sâu, chưa có bể gì hết. Mà thường là nó rụng rụng nguyên cái, nên khi những người bệnh tiểu đường thì cái nguy cơ mà bị sâu răng, bị hư răng của họ sẽ tăng đến gấp 2 lần đến gấp 3 lần so với một cái cơ địa bình thường. Vậy thì người bệnh tiểu đường họ sẽ có nguy cơ mắc phải những cái bệnh lý răng miệng nào là phổ biến nhất ạ? Bệnh lý răng miệng phổ biến nhất đầu tiên là viêm nú. Và tình trạng đó chúng ta không kiểm soát được thì dẫn đến cái mức độ thứ hai là nha chu. Nha chu tức là cái vùng xung quanh cái răng của chúng ta, nú nè, xương nè, dây chằng nè, nó sẽ bị tổn thương và cái sức đề kháng nó yếu nữa thì nó sẽ làm cái răng chúng ta từ từ dài ra và rớt ra. Cái mức độ nữa là chúng ta thấy đó là bệnh sâu răng. Nếu mà họ giữ gìn tốt thì cái ái lực của cái lượng đường với cái vi khuẩn đó nó sẽ quạt quá rất là nhiều trong khoang miệng, nó sẽ tăng nguy cơ bị sâu răng hơn. Khi chúng ta bị tiểu đường là cái lượng nước bọt chúng ta sẽ giảm lại. Thì nước bọt là cái cơ chế để bảo vệ răng. Khi nó giảm nước bọt nó sẽ dẫn đến những cái hệ liệt, cái nấm nó dễ phát triển. Không có nước bọt thì vi khuẩn dễ tiếp xúc với thức ăn, nên gây ra những tình trạng bị viêm nú, nha chu hay là sâu răng. Vậy thì đối với các bác sĩ, việc điều trị bệnh lý răng miệng đối với những bệnh nhân tiểu đường có gì khác so với những người thông thường không ạ? Nếu mà về cái cơ chế điều trị thì hoàn toàn không có gì khác. Ví dụ như họ sâu răng thì chúng ta cũng khám sâu răng. Khi họ bị viêm nú thì chúng ta vẫn cạo vôi, chứ giống như cái người bình thường. Nhưng mà nó khác ở cái chỗ là những cái vật liệu chúng ta dùng. Tại vì người bị tiểu đường thì chúng ta sẽ thiên hướng về cái việc bảo tồn hơn là chúng ta làm thẩm mỹ. Chúng ta sẽ dùng những cái vật liệu hay là đề kháng với vi khuẩn.
trong trường hợp sâu răng, thay vì cám bằng những cái vật liệu thẩm mỹ nó không có chức năng ở ngừa sâu răng, thì chúng ta có thể chúng ta cám bằng những cái vật liệu nó giàu cái thành phần floor ngừa sâu răng tái phát ở những cái vị trí đó. Ví dụ như trong tình trạng mà họ bị nha chu, thì sau khi chúng ta cạo vôi, chúng ta làm sạch, chúng ta sẽ đánh bóng và chúng ta có thể thêm những cái gel floor hoặc là những cái gel mà nó giúp bảo vệ nú, nó giúp săn chắc nú á, để cho đề kháng lại với cái cơ địa mà họ có nhiều nguy cơ họ nhiễm trùng. Còn đối với cơ địa bình thường á, thì chúng ta không cần dùng những cái gel đó. Người bình thường người ta 6 tháng ta đi một lần, thì những người tiểu đường á, thì người ta nên là 3 tháng đi một lần. Có thể cần á, thì chúng ta sẽ dùng thêm những cái máng gel floor giữ gìn cái răng của họ, họ đề phòng đến những cái tình trạng sâu răng, thì mình sẽ điều trị theo thiên hướng là phòng ngừa nhiều hơn. Và sẵn đây thì Ngọc Nhi cũng rất muốn bác sĩ có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được hiểu về cái cách mà chúng ta phòng ngừa cũng như là mình chăm sóc răng miệng ở bệnh nhân tiểu đường, để có thể tự bản thân chúng ta chăm sóc mình hay là cho những cái lời khuyên cho người thân của mình nữa ạ. Thì đối với những người tiểu đường á, là chúng ta phải tuân thủ những phương pháp chúng ta chải răng, tức là chúng ta phải chải đúng cách ít nhất là 2 lần trong một ngày. Sau khi chúng ta ăn xong, lúc những cái mảng bám nó còn mềm á, là chúng ta nên chải răng liền. Ta nên chọn những cái loại kem đánh răng mà có hàm lượng floor nó nhiều hơn bình thường, chúng ta ngừa lại những cái vi khuẩn nó làm gây sâu răng chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta hạn chế ăn nhiều tinh bột. Còn nếu mà chúng ta đã dùng thì chúng ta dùng xong chúng ta phải chải răng liền. Có thể kết hợp thêm dùng thêm là cái chỉ nha khoa hoặc là bàn chải kẽ, và thậm chí là dùng cái máy tăm nước súc miệng bằng những cái nước muối sinh lý. Theo ký cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta nên thường xuyên tới nha sĩ 3 tháng một lần. Thì khi làm được những điều đó, hầu như chúng ta sẽ giữ gìn được hàm răng chúng ta, tránh những biến chứng do cái yếu tố tiểu đường nó gây ra. Vậy có những cái lưu ý gì cho bệnh nhân tiểu đường khi đến với các phòng khám nha khoa? Đầu tiên là chúng ta nên khai báo là chúng ta có tiểu đường và cái lượng đường huyết chúng ta nó nằm trong bao nhiêu. Có cái khoảng đó bác sĩ người ta sẽ biết là cái thủ thuật chúng ta làm có an toàn hay không an toàn, có nguy cơ nhiễm trùng hay không, thì người ta sẽ kê thuốc và những cái biện pháp người ta phòng ngừa nó hiệu quả hơn. Lượng huyết từ 6.6 đến 10 mol á, hoặc là từ 120 đến 180 á, thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được những cái phương pháp thủ thuật đơn giản, cạo vôi răng, nhổ những cái chân răng đơn giản. Còn nếu đối với những trường hợp mà khi chúng ta làm những cái thủ thuật tương đối lớn hơn như là implant á, thì chúng ta sẽ dời ở mức độ trung bình, tức là nó đâu rơi đâu đó khoảng tầm 7 chấm hoặc là 150, thì đó, hoặc nếu thấp hơn nữa thì càng tốt, nhưng mà ở cái ngưỡng đó chứ chúng ta đừng có để cao hơn nữa. Khi chúng ta để cao hơn á, thì nó sẽ tăng đến những nguy cơ là sẽ bị nhiễm trùng sau khi chúng ta làm phẫu thuật. Chúng ta không có cầm máu được, bác sĩ sẽ điều chỉnh cái lượng đường huyết cho chúng ta trước khi chúng ta làm phẫu thuật. Dạ, cảm ơn những lời khuyên từ bác sĩ Quang Trí. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với tiểu phẩm tình huống của chúng ta nhé. Trời đất ơi, vừa nghe bác sĩ tư vấn tự nhiên trong người anh thấy lo lắng quá. Anh cần phải đi khám liền á. Phải đi khám liền, nhất là những người bị tiểu đường như anh nè. Tại vì sao biết không? Lớn tuổi rồi tiểu đường thì cơ thể rất là dễ bị biến chứng, là tại vì sức đề kháng của mình nó đã yếu đi rồi. Anh em mình không những là đi khám răng miệng thường xuyên, mà nhớ là anh em mình một khi đã bị tiểu đường rồi mà lại lớn tuổi nữa thì rất là dễ có nhiều biến chứng. Cho nên là phải đi khám ngay khi mà thấy đau răng, không có được ý đâu đó. Rồi. Bây giờ như vậy nè. Sao? Ngày mai không anh đi khám đi, thì cho em đi khám ké vậy. Tại vì cũng cả năm nay rồi em không có đi khám sức khỏe răng miệng. Rồi được rồi, anh sẽ cho em đi khám ké, anh lo cho. Dạ, rồi chốt vậy nha. Lưu ý khi chăm sóc răng miệng ở người bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường cần khám răng định kỳ, mỗi 3 đến 6 tháng một lần. Khi thấy có các dấu hiệu bệnh lý răng miệng cần đi khám chữa ngay. Nên giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. Đặc biệt, đánh răng đúng cách theo sự hướng dẫn của các chuyên gia. Khi làm sạch răng, nên sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ các mảng bám trong kẽ răng, thay vì sử dụng tăm đĩa xỉa tránh tổn thương nướu răng. Sử dụng nước muối sinh lý để súc miệng sau mỗi bữa ăn. Không nên ăn quá nhiều thực phẩm có chứa đường và tinh bột. Không nên hút thuốc lá vì làm tăng nguy cơ phát triển bệnh viêm nha chu và tư miệng. Người bệnh nên theo dõi, kiểm tra đường huyết thường xuyên, tuân thủ đúng các chỉ dẫn của bác sĩ để giữ đường huyết luôn được ổn định. Thưa quý vị, tiểu đường là một bệnh lý có thể gây ra những cái hệ lụy, những cái biến chứng liên quan đến những bệnh lý khác của sức khỏe, và trong đó thì răng miệng là rất là phổ biến. Do đó chúng ta cần phải chăm sóc răng miệng thật kỹ và có những biện pháp phòng ngừa, cũng như là kiểm soát được chỉ số đường huyết, giống như những chia sẻ từ bác sĩ Trịnh Quang Trí ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ và vì bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Cảm ơn MC Ngọc Nhi. Cảm ơn tất cả các bạn xem đài. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi ạ. Cho phép Ngọc Nhi xin được gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào lúc 12h50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 cùng với chương trình Bác sĩ Gia đình. Hôm nay tự nhiên cái con giống như là một cái con người khác vậy đó. Có lúc thì con vui,
có lúc con buồn thì buồn lắm, cái cảm xúc của mình nó bộc phát lên mình không có kìm được cô. Có rối loạn kinh nguyệt nữa đúng không? Thì tháng có tháng không chứ đâu có rối. Ê, cái đó là rối đó. Tất cả các triệu chứng của bạn con đang bị đó là rối loạn nội tiết tố.